thời gian qua, Lâm Đồng đã chủ động xây dựng và triển khai chương trình tổng thể về hội nhập quốc tế, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại với các cơ quan đại diện các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, tăng cường thu hút những nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh. Ở ngoại vụ, trong năm qua, đã có 320 đoàn đến làm việc với các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh, với 1.393 lượt người nước ngoài đến làm việc, chủ yếu ở các lĩnh vực như tổ chức từ thiện, tham quan cơ sở sản xuất, hợp tác giáo dục, y tế, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật. Trong năm qua, tuy không có dự án đầu tư mới, nhưng có 5 dự án điều chỉnh vốn đăng ký tăng thêm 38,7 triệu đô la Mỹ, tăng 78,3% so với năm 2015. Không có dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh có 101 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 478,6 triệu đô la Mỹ. Các dự án phần lớn tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, ngành thế mạnh của địa phương với 61 dự án, vốn đầu tư đăng ký 237,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 60,4% tổng số dự án và 49,6% tổng vốn đầu tư. Để nắm bắt một cách cơ bản nhất về nhiếp ảnh, các tuyệt chiêu, kỹ năng chọn góc chụp, sử dụng các loại máy ảnh kỹ thuật số, nắm bắt các thông số chụp trong các môi trường, thể loại khác nhau. Các kỹ năng về Photoshop,